Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác một mẫu xe đạp gọi là siêu chất đến từ thương hiệu Czech Model Emonda 5. Một dòng xe đạp mà nó mang một cái thương hiệu mà đã cực kỳ là quen thuộc với các bác chơi xe rồi. Một cái thương hiệu bề dày lịch sử hơn 100 năm và rất là nổi tiếng và đẳng cấp trên toàn thế giới. Và hôm nay em về một chiếc xe đạp khung full carbon của thương hiệu Czech Emonda và được sử dụng bộ vành, một cặp vành cũng rất là chất lượng của Kamba Lulu, đó là dòng Zonda C17. Thì các bác mà đã chơi xe đạp lâu năm ấy, thì chắc chắn là không thể không biết được cái cặp vành này rồi. Cái cặp vành rất là xịn của hãng Kamba Lulu, một cái hãng phụ tùng đứng đầu thế giới hiện nay của Ý. Cặp vành Kamba Lulu Zonda C17 thì cặp vành này đang có giá bán ở thị trường nước ngoài nó rơi vào khoảng hơn 400 đô. Tính ra tiền Việt là khoảng hơn 10 triệu đồng. Đấy, cặp vành này rất là xịn của thương hiệu Kamba Lulu, thương hiệu mà phụ tùng xe đạp thể thao đứng đầu thế giới hiện nay. Đây. Mây khối lỗ và cái bộ bi của cái vành này rất là xịn các bác nhé, cực kỳ là xịn luôn. Đấy, cái đan tăm cũng rất là đẹp, tăm dẹp và đan kiểu ba hàng như này. Đấy, rất là đẹp. Và vành trước đây nhá, thì nguyên bản của nó là hai vành đan khác nhau này luôn các bác nhé. Vành rất đẹp, nó có cả mã vạch này, mã vạch theo tem đây. Đấy, phần khung thì được sử dụng full carbon, rất là đẹp, nước sơn vẫn còn rất là bóng bẩy. Hôm nay về tông màu đen và kẻ logo đỏ rất là nổi bật. Rồi là cũng đã qua quá trình sử dụng tại thị trường nước ngoài và nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước theo thời gian đây. Lại thì tổng thể từ màu sơn hay là đến tất cả những cái chất lượng của xe thì còn rất là ngon. Thì trên khung xe nó có một cái tem, và cái tem này không phải tem nữa, tem dán mà nó in thẳng luôn cái khung nhá, tem UCI này. Nó là một cái chuẩn quốc tế. UCI nó là một cái chuẩn quốc tế trên khung xe đạp để đủ kỹ thuật để có thể tham gia những giải đấu trên thế giới đấy các bạn. Tem UCI các bác có thể lên Google và tìm cái từ khóa UCI này. Rồi ở trên những cái khung check đời mới thì nó sẽ có những cái lỗ để mình có thể bắt. Các bác có thể mua những cái phụ tùng chính hãng như là đồng hồ hay là những cái gì đó chính hãng này có thể lắp vào những cái khung này, người ta làm sẵn luôn, rất là đẹp. Sử dụng một bộ cấu hình cũng rất là chất lượng đến từ dòng Shimano, nó là Ultega các bác nhé, 11 tầng líp, 2 tầng đĩa, phun hết một bộ tất tật từ tay lắc này, tay lắc chuyển số, rồi cùng phanh ba mảnh, phanh ba mảnh đùi đạp, đạp bộ chuyển động, phun hết một bộ Shimano Ultega. Cọc yên rồi yên bi đông phốt tăng vẫn là nguyên bản hết Bontrager các bác nhé. Bontrager là công ty thuộc ở tập đoàn Czech sản xuất những cái bi đông hay là những cái phụ tùng này, độc quyền riêng cho hãng. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây.
Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Thì ở xa em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 52 cm. Đây đây, có sai là thì đứng 48 sang ngang 52 dành cho các bác đi từ khoảng 1m65-66 đến 75-76 đi là phù hợp. Bộ chuyển động đến từ Shimano Ultegra, cái bộ chuyển động mà cực kỳ là cao cấp của dòng Shimano về xe đua này, gần như là cao cấp nhất từ sau đua dây. Và nó là một cái bộ mà các bác sử dụng rất là nhiều. Thì chiếc xe này được bán với em mức giá là 39.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.